Hello tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã tới với tập đầu tiên của series Dead by Daylight Adventure. Dead by Daylight Adventure thì chả khác gì cái livestream Dead by Daylight tôi thường hay livestream đâu. Chỉ có điều là tôi chọn những cái trận mà hay hay một chút, cắt bớt những phần thừa rồi chỉnh hậu kỳ một chút. Nó đơn giản vậy thôi là được một cái series mới rồi. Rồi không nói nhiều nữa. Tới trận đầu tiên nhé. Let's go. Ok, chúng ta bước vô dáng đầu tiên nhé. Mình đang ở map của thằng Hề đây này. Có cái máy trước mặt luôn. Để tranh thủ tôi bóp cái máy này trước khi gặp killer coi được không. Trời ơi, không vô phụ tao sửa máy tao còn ngồi đi. Ê kia, killer. Đứa nào vậy? Peek-a-boo. À, bành thi gót phay. Để tôi dòm cho nó. Xa quá. Tôi chết rồi, có đứa bị đỏ rồi. Trời ơi, nó ngáo thật. Cái dạng kế bên này không chạy vô. Chạy vô trống. Tôi đang chơi với team 3 đứa trên PS4 nha anh em nhé. There we go. Nó hên vừa xong máy nó cũng vừa qua. Tôi phải núp đây để coi chuẩn bị tới giờ. Nó thấy tụi nó thấy thấy nó nó nó. Chết rồi. Này. Vô nhà nhỏ nè anh ơi. Ơ kìa. Nó không giết tụi về cam thằng tàu quay nãy. Thằng đó nó không biết chạy hay gì á. Chút là nằm à. Rồi chú chính đi luôn này. Tôi nói ba đứa chơi trên tay cầm như chơi chung nhau á. Rồi chơi dẫn thằng tàu quay này vô này. Chết rồi, nó chết. Một đứa chết mà còn ba máy. Kêu lâu qua luôn. Bành thì gót tay đâu rồi. Ra dí tao này. Chết một đứa mà còn tới ba máy giá này không khả quan anh em. Mà hai đứa kia có vẻ dòm khá là nhát nữa. Có thể thằng gót tay này pro. Chưa chắc là bồ tôi dở anh em nhá. Đúng rồi, mấy tụi nó chơi chung nhau á. Tụi nó đi cặp nhau không à. Ui, nó qua. Where's he? Mày hả, ăn miếng dán. Ủa cái tụi quái. Khổ quá đâu. Ồ hô. Mà né dán thần trưởng á. Không đập dán luôn á. Đẹp. Dạ quên đây tao bán kia. Cái gì mé. Ê. Đẹp. Nãy nó mà đi vòng lại là biếu biều đấy. U. Wow. Rồi chịu đập rồi. Mà nó thấy là chơi tôi không nổi ở cái cửa sổ đó. Ủa cái dán đó. Tổng thì tôi nhảy. Để thét. Này. Tổng là luôn. Sợ quá mà. Cái con bành thì gót phay. Trời ơi, nó hài vê lợ nè. Nhảy. Ui cái hầm đây luôn nè. Đẹp. Con này nó né dán hay nhờ. Ui đập dán rồi. Nó không dám chơi dán với tôi nữa. Nãy tôi nhây cái dán quá trời lâu mà. Chán nhây đây xem được không. Ui động. Đã xong rồi. Tôi đéo tin nó chưa thoát được đâu. Này thì bằng thì gót tay này. Lỡ không.
vào đây đi. Còn hơn có cái cửa sổ trước. Không. Phóng đó, tao qua đây. Chỗ này dễ chết à. Chơi luôn. Hơn thằng này IQ thấp đó. Thôi giờ dẫn vô nhà nhỏ nè. Ngôi nhà kỷ niệm nè. Tao đâu điên mà tao cam gián nhà nhỏ này. Có cái cửa sổ quá ngon. Như nó đi nhanh hơn hồi nãy đó. Thôi đặt cái dán đi. Né dán đúng không? Thề tao phải cho mày ăn thêm một cái dán nữa. Này né dán, né dán. Hay. So cool, so cool. Chạy đâu? Đúng rồi, dẫn lại cho thằng bồ chết mẹ đó. Bồ nhát bê lọ không dám ra nhây. Rồi rồi thoát rồi, thoát rồi. Nó vô thằng bồ rồi. Ui trời ơi, mà tao đang trốn trui, trốn nhủi. Nó thôi đậu xanh tôi rồi. Buông buông buông, nó qua, nó qua, nó qua. Ôi trời ơi. Để hát chưa hồi nữa. Cái thật à. Trời ơi, coi chị Bảy với chú Chính kìa. Nó tuốt nè, đó là không có ý định cứu tôi rồi đó. Tao nhảy luôn. Nhảy lần nữa. Đó là cuối cùng nè. Được ăn cá ngã về không nha. Ủa sao con nó nằm được vậy? Nó đéo hiểu cái tim luôn á. Ôi mai còn nữa sống. Ok, CGBB. Dáng này chúng ta sẽ vô map của con Legendary á. Cái map tuyết nè. Omoi, ủa Omon. Mèo 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 mèo. Nó con mèo lên rồi đó. Có biến á. Đón bình bông nhá. Có nhịp tim. Không nghe gõ chuông luôn. Con nào vậy? Ôi heo nai. Bé heo à. Má coi bộ biết chơi à. Không phá, David nó không phá giá nhà nhỏ thôi cũng hay rồi. Ở đây tôi sửa má trước mà. Ôi không được được. Hello. Tôi đéo cái nhà phát hành này nó nghĩ là sao mà cho con heo mà nó gầm y chang con sư tử vậy. Trời. Nó đi ngồi ở trỏng á, chứ không phải nó đi đâu. Nó còn fan min nè, đi lò dò vô. Đó. Đấy. Tôi biết con fan min đi lò dò vô thế nào cũng ăn chém mà. Tôi đậu tới lượt tôi. Đã 60. Hát. Hay quá. Lần nữa nè. Ô lê hát. À đó. Thằng này đéo nói rồi. Nó muốn dí tôi, nó muốn dí tôi. Wow. Mà đâu dễ ăn vậy. Phóng lần nữa coi kịp không. Chết muốn à. Wow. Tôi tham cái dáng đó quá. Còn bị trồng đầu nữa.
Nó mang mắt vô rồi. Thôi, nó về luôn. Thôi, về chắc nó dí thằng David rồi đó. Tôi đi gỡ trác. Thường thì nhân phẩm tôi cao lắm, gỡ là được. Đã báo mà. Này gọi là ở hiền gặp lành mà. Nhân phẩm quá mà anh em. Nhân phẩm quá mà. Rồi giờ làm gì đây? Kiếm con heo nhai tiếp không? Cái gì đấy? À ha ha. Nó dí con trên bẩn. Tôi ra đây tôi sửa máy trước mặt nó luôn, cho nó tức chơi. Cái máy gần xong tôi chắc chắn là nó nghe cái tiếng đó, mà nó không thèm lợi nó dí luôn. Ok, ráng hai máy nữa thôi mấy bạn ơi. Chưa đứa nào chết cả. Xong. Con kia mới treo lần đầu á. Tôi có bo tham tôi phải quay lại cứu thôi. Vụ này mệt à ngang. Giờ không chắc nó có no one không, con này thấy chơi pro chắc không có no one đâu. Liệu thôi chứ biết sao giờ mà cái hầm đây luôn. Hình như nó cam vòng vòng ấy. Ê, từ từ, tao có bao tham để tao cứu. No. Đó, thấy chưa? Tôi dựng con này lên luôn. Có thể nó không khiên con này tại sợ đâm này. Nó về luôn á. Mày không sợ đâm nữa. Đâm nó. Thôi chết cục con này rồi. Lần này tôi sẽ ra tay nè. Now or never. Chạy. Tập đi dán á. Guess what bitch. Mày hả mày. Mà đặt được con quỷ heo đó phê gì đâu á. Con kia đâu. Ít giờ ra cửa không được. Lóc. Bye bye. Còn con kia số phận sao đây? Đón xem tập sau sẽ rõ nhá. Chơi đùa đấy. Bạch thay coi. Bây giờ nó chỉ có nước gỡ rác thôi rồi mới chạy ra cửa được. Lòi mu con này rồi. Đáng cái nữa xem sao. Xui vậy thôi chứ sao giờ. Cái này xui. Tội nghiệp gì vậy. Oh yeah, Mark Milan Estate. Để coi trận cuối cùng này chúng ta gặp Killer nào. Trời mú con y tá. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Yeah, một bà gồ laser đấy. Bây, nó giết bây. Thật được, tôi phải tỉ thí võ công với con này coi trình nó ra sao. Trời đậu. Chạy đâm vô tường luôn, đéo hiểu. Ôi mày phải nồi. Mất dấu ơi. Thử trốn bên đây xem. Ôi lại trúa. Không có bên đây. Toàn tôi rồi.
về. Welcome to Dead by Daylight. Làm sao mày ta? Nó có về không vậy? Thôi hiu đi luôn. Chạy 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 chạy. Mày mà bắt tao tao đâm đấy. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Rồi, hiểu xong rồi, để ra chơi đây, dầm ba con y tá. Một dân chơi nó đã bị treo rồi. Coi chừng nó bà linh qua đây đấy. Gần vậy chắc tôi tới cứu được. Có bao tha mà. Kêu kêu run 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 run. Ui mày. Lại là tao à. Nó ngáo luôn rồi. Mà tôi còn vô đây tôi còn không biết tôi chạy đường nào đây mà sao nó biết được. Ngáo rồi ngáo rồi. Má được rồi mấy bà gồ laser. Lần này ráng xong cái máy này nè. Má rồi. Má rồi xong luôn. Cái máy ra chuồng gà luôn. Trời ơi. Nó giận tiếng người, đúng rồi, đập nó chị ơi. Ui hay thế. Ui, nó bị chém rồi. Trời đậu xanh, tôi mới khen nó chưa được 5 giây luôn, nó nằm luôn. Thôi thôi thôi, nó không có qua đây, tôi phải xong cái máy này trước khi nó qua. Kịp 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 kịp. Con này hình như nó phái bà Linh lên đòi lắm nè. Ủa bộ bà nội nó tên Nguyễn Thị Đòi hay gì vậy? Quả mình thấy tôi á. Bà Linh quá. Come on. Ủa nó ngáo nữa hay gì á? Lần nào mình dẻ nó vô tòa nhà là nó ngáo à? Rồi xong máy luôn. Nó đã giết được một đứa rồi đó. Để coi có no one không. Con này thấy chơi pro vậy chắc không no one đâu. Toàn chị Nancy rồi, thương chị. Ở lại mạnh giỏi chị nha. Có nên đi cứu không đây? Ui nó qua. Chết. Bây giờ nó lại cửa nó tấn thôi là tôi ra luôn đó. Nó khiên ông già mà đầu game tới giờ tôi mới gặp thấy bản mặt ông già đó. Hình thế này phải cứu thôi. Kiên nhẫn một chút. Giờ nếu cứu tôi chỉ thể cứu ông già được thôi. Chạy. Ông làm cái gì vậy? What? Ôi hai, bao thấp. Lóc. Con kia đâu? Nó. Wow. Ui mai phá rồi.
nắm một tay thôi mà tao cứu được hai đứa, mà thánh con mẹ nó luôn rồi. Rồi, và đó là tập đầu tiên của cái series Dead by Daylight Adventure của chúng ta. Nếu anh em thấy cũng cái series này cũng ok thì đừng quên để lại một like nhé. Tôi sẽ tiếp tục phát triển cái series này. Còn giờ thôi, bye bye anh em. Cảm ơn em rất nhiều vì đã theo dõi. Bye bye.